Hello everyone, my name is No. Nice to see you in this video from No Farm. Today in this video, we will learn about a fruit tree. Their fruit has spice like jackfruit, but its taste is not everyone like and smell very special. Đây là những quả sầu riêng non. Người ta cắt cành nhỏ và quả xấu để phát triển quả tốt. Mất khoảng 3 tháng để quả chín. Sầu riêng rất nặng, vì vậy mặc dù thân của nó rất lớn, mọi người vẫn phải buộc để hỗ trợ nó. Quả khi chín sẽ có màu vàng. Nhưng mọi người thường thu hoạch nó trước khi nó chín hoàn toàn để vận chuyển. Mỗi cây trưởng thành có thể thu hoạch từ 30 đến 50 quả sầu riêng. Hương vị sầu riêng rất đặc biệt, bao quanh hạt sầu riêng có vị ngọt, béo và rất thơm.